Thưa quý vị, chưa bao giờ căng thẳng xung đột giữa Iran và Israel khiến cho điểm nóng tại Trung Đông trở nên đáng lo ngại như những ngày qua. Cuộc tấn công Đại sứ quán Iran ở Syria của Israel hôm 1 tháng 4 và mới đây nhất là vụ trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã khiến mâu thuẫn giữa hai nước càng trở nên tồi tệ. Theo nhiều chuyên gia đánh giá, cuộc tấn công trả đũa của Iran ngày 14 tháng 4 đã phá bỏ khuôn khổ đối đầu không công khai lâu nay giữa Iran và Israel, hay giới quan sát thường vẫn gọi là cuộc chiến trong bóng tối. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV và tên lửa rạng sáng 14 tháng 4 là cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên do Iran thực hiện từ lãnh thổ nước này nhằm vào Israel để đáp trả vụ tòa nhà của phái đoàn ngoại giao Iran ở Syria bị không kích hôm đầu tháng mà Tehran cho rằng Israel là thủ phạm. Tuy nhiên, với việc cuộc tấn công dường như chủ đích nhằm vào các vị trí quân sự thay vì khu dân cư đông đúc, Iran cũng tuyên bố đã đạt được các mục tiêu và chấm dứt chiến dịch sau vài giờ. Có vẻ Tehran không muốn bị kéo vào vòng xoáy xung đột khu vực. Quả bóng giờ đang ở phần sân của Israel với một lựa chọn khó khăn và quan trọng hơn hết là phần thắng không dễ nghiêng về bên nào. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian cho biết, Tehran đã thông báo cho các nước láng giềng về cuộc tấn công 72 giờ trước khi tiến hành để hạn chế tối đa mọi bất ngờ cũng như tình huống xấu. Iran cũng tuyên bố hành động trả đũa này liên quan tới việc phương Tây, bao gồm Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Đức, đã không lên án vụ tấn công tên lửa nhằm vào tòa nhà lãnh sự trong Đại sứ quán Iran ở thủ đô Damas, Syria hôm 1 tháng 4, khiến hai tướng Iran cùng 5 sĩ quan thiệt mạng. Giới phân tích cho rằng trong nhiều năm qua, Iran đã duy trì chính sách kiềm chế chiến lược trước các vụ tấn công gây thiệt hại lớn nhằm vào các cơ sở hạ tầng hay các vụ ám sát các nhà khoa học và tướng lĩnh quân sự nước này. Tuy nhiên, vụ tấn công ngày 1 tháng 4 của Israel vừa qua ở Syria đã vượt quá giới hạn khi nhằm vào khuôn viên đại sứ quán của Iran ở nước ngoài, theo công ước viên là bất khả xâm phạm. Hành động tấn công trả đũa Israel có thể đẩy Iran vào một tình huống căng thẳng leo thang không mong muốn, nhưng dù sao cũng là một lựa chọn ít tồi tệ hơn trước những sức ép trong nước. Là quốc gia có thế mạnh về UAV và tên lửa, cuộc tấn công chóng vánh cho thấy dường như Iran vẫn thể hiện một sự kiềm chế nhất định. Tiến sĩ Razim, chuyên gia cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel, đánh giá vụ tấn công trực tiếp vừa qua của Iran nhằm vào Israel, vốn trước đây chỉ dựa vào các lực lượng khác, đã đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong chiến lược của Iran. Vụ sát hại sĩ quan chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ở Syria đã làm leo thang căng thẳng. Iran chọn biện pháp răn đe thay vì né tránh xung đột, nhưng không tìm kiếm một cuộc chiến tranh tổng lực. Xung đột có leo thang hơn nữa hay không phụ thuộc vào phản ứng của Israel. Nếu có thì khả năng sẽ là xung đột khu vực rộng hơn liên quan đến Hezbollah ở Liban. Về phía Israel, trên thực tế, cuộc tấn công của Iran đã được cảnh báo trước hàng tuần và khi xảy ra, có vẻ giúp Tel Aviv lôi kéo trở lại các đồng minh phương Tây sau thời gian bị chỉ trích về cuộc khủng hoảng nhân đạo tại dải Gaza. Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, Israel bị một lực lượng quân đội chính quy của một quốc gia tấn công trực tiếp. Và cũng là lần đầu tiên hệ thống phối hợp phòng thủ giữa Israel và các đồng minh được kích hoạt thành công. Xét về góc độ này, đây là một thắng lợi chiến lược giúp Israel thể hiện sức mạnh răn đe với bên ngoài. Ngày 15 tháng 4, Israel cũng đã dỡ bỏ tất cả các biện pháp phòng ngừa được áp dụng trước cuộc tấn công của Iran. Trong đó có lệnh cấm các trường học và cơ sở giáo dục hoạt động và cấm tụ tập ngoài trời. Tuy nhiên, cuộc tấn công ngày 14 tháng 4 đã phá bỏ một khuôn khổ đối đầu không công khai lâu nay giữa Iran và Israel, mà giới quan sát vẫn gọi là cuộc chiến trong bóng tối. Đây có thể coi là diễn biến nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên tại một khu vực không bao giờ ngừng tiếng súng. Quyết định phản ứng của Israel giờ phụ thuộc vào nội các chiến tranh có 3 thành viên, gồm Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và cựu Tổng tư lệnh quân đội Benny Gantz. Chiều tối 14 tháng 4, nội các chiến tranh của Israel đã nhóm họp để bàn các biện pháp trả đũa Iran. Trước thêm cuộc họp, thành viên nội các, ông Benny Gantz, tuyên bố Israel sẽ buộc Iran trả giá vào một thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, cuộc họp kết thúc mà không đưa ra được quyết định cuối cùng với những bất đồng nội bộ sâu sắc. Một trong những vấn đề nan giải chính mà nội các phải đối mặt là xác định xem Israel nên phản ứng nhanh như thế nào. Quan chức này cho biết quân đội Israel đã được giao nhiệm vụ đưa ra các phương án đáp trả bổ sung. Giới quan sát cho rằng chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang chịu hai sức ép lớn. Ở trong nước, các thành viên cực hữu kêu gọi chính phủ hành động trả đũa Iran mạnh mẽ hơn. Israel luôn tin rằng tính răn đe thiêng liêng của mình là rất quan trọng đối với sự tồn tại của nhà nước và sự an toàn của công dân nước này. Hết lần này đến lần khác, Israel đã đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào.
theo logic cơ bản nhất của lý thuyết răn đe, khi ai đó đánh bạn, nếu bạn muốn chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ làm điều đó nữa, bạn hãy đánh trả họ mạnh gấp 10 lần. Thảm kịch ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã nhấn mạnh hơn nữa cam kết của Israel đối với cách tiếp cận này. Sau nhiều năm, họ cảm thấy đủ an toàn để thực hiện một số nỗ lực nhằm thu hút sự ủng hộ quốc tế lớn hơn. Bất chấp cuộc tấn công bị cho là thất bại vừa qua của Iran, mà Tel Aviv tuyên bố đã bắn hạ 99% UAV và tên lửa phóng đến, Israel có thể vẫn cảm thấy cần phải tấn công Iran để chứng minh bản thân họ sẽ không bao giờ bị ngăn cản trong việc đáp trả nhằm thể hiện khả năng răn đe của mình. Trong khi đó, đồng minh số 1 là Mỹ lại không muốn chứng kiến một cuộc đối đầu leo thang giữa hai quốc gia hàng đầu ở Trung Đông, tiềm ẩn nguy cơ biến thành một cuộc chiến tranh tổng lực hoặc lôi kéo các quốc gia láng giềng vào cuộc xung đột khu vực, nơi Washington đang rút dần sự hiện diện vì không muốn và cũng không đủ sức để can dự. Bên cạnh Mỹ thì Liên Hợp Quốc cùng với các tổ chức khu vực và nhiều nước đã kêu gọi các bên chấm dứt hành động thù địch và hết sức kiềm chế, tránh dẫn đến đối đầu quân sự quy mô lớn trên nhiều mặt trận. Tôi nghĩ Israel hoàn toàn có lý khi nghĩ rằng họ nên đáp trả vì đã bị tấn công. Nhưng chúng tôi đang kêu gọi họ, với tư cách là những người bạn, hãy suy nghĩ bằng cái đầu cũng như bằng trái tim, thông minh và cứng rắn, và coi như Iran đã chịu thất bại vì cuộc tấn công không thành. Thế giới có thể thấy tiềm lực của Iran yếu kém như thế nào, và tôi nghĩ điều đúng đắn cần làm là không leo thang. Chúng tôi lên án, chúng tôi đã làm trung gian và hôm nay chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để tránh mọi thứ bùng phát, leo thang, và do đó sẽ cố gắng thuyết phục Israel để họ không đáp trả bằng cách leo thang. Ngoài ra, theo chuyên gia Eldar Shavit, trưởng Bộ phận Nghiên cứu về quan hệ Israel-Mỹ tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel, Tổng thống Mỹ Joe Biden một mặt đánh giá cao năng lực phòng không đánh chặn của Israel và các đồng minh, một mặt khuyến khích một phản ứng phối hợp về mặt ngoại giao, đồng thời nêu rõ quan điểm Mỹ luôn sát cánh với Israel nhưng phản đối việc tấn công trả đũa và chắc chắn sẽ không tham gia nếu Israel lựa chọn hướng đi này. Nhiều chuyên gia về Trung Đông cho rằng cuộc tấn công của Iran đã đẩy khu vực đến bờ vực của một cuộc xung đột rộng hơn, nhưng đó là cuộc chiến mà gần như không bên nào mong muốn khi Mỹ, các nước Ả Rập và cả lực lượng Hezbollah tại Liban đều muốn tránh xung đột lan rộng trong suốt 6 tháng chiến sự vừa qua giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại Gaza. Kịch bản có thể coi là lý tưởng nhất mà các bên có thể chấp nhận là Israel thực hiện một cuộc phản công giới hạn tại Iran mà không gây phản ứng thêm do thiệt hại từ các cuộc tấn công ngày 14 tháng 4 của Tehran được cho là không đáng kể. Trung Đông có tránh được nguy cơ của vòng xoáy xung đột vũ trang mới hay không? Lúc này phụ thuộc vào lựa chọn hành động tiếp theo của Israel, một lựa chọn không dễ dàng. Thưa quý vị, sau 2 thập kỷ nắm quyền, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ từ nhiệm vào ngày 15 tháng 5 tới và đề cử Phó Thủ tướng Lauren Wong làm người kế nhiệm. Đây là thông tin mới được Văn phòng Thủ tướng Singapore đưa ra vào ngày 15 tháng 4. Thông báo ông Lý Hiển Long, 72 tuổi, sẽ chính thức trình lên Tổng thống Singapore đề cử ông Wong làm người kế nhiệm. Hiện ông Wong đang là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Singapore. Thông báo có đoạn nêu rõ ông Wong nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ các nghị sĩ trong Đảng Hành động Nhân dân PAP cầm quyền và sẽ nhậm chức trong ngày 15 tháng 5. Ngay sau thông báo của Văn phòng Thủ tướng, ông Wong cũng đã xác nhận sẽ kế nhiệm ông Lý Hiển Long và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.